vị, sáng ngày 12 tháng 4, Ủy ban Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 8 đoàn chủ tịch và hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 nhằm hiệp thương cử bổ sung thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, đoàn chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9. Từ 8 giờ đến 9 giờ, hội nghị đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ thảo luận cho ý kiến tờ trình của Ban Thường trực về bổ sung thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương đoàn chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9. Ngay sau đó, hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 sẽ bắt đầu nhằm hiệp thương cử bổ sung thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương đoàn chủ tịch, Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9. Hội nghị này cũng nằm trong tiến trình kiện toàn lại một số chức danh đảng, nhà nước, mặt trận sau Đại hội 13 của đảng. Về phía Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự biến động về nhân sự nằm ở cấp cao nhất sau khi Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa 13 bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hầu A Lền được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội bổ nhiệm làm Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Trước đó, hôm 6 tháng 4, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Hôm 9 tháng 4, ông Hầu A Lền đã tiếp nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ ông Đỗ Văn Chiến, người hôm nay sẽ được hiệp thương làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.